hôm nay tôi xin giới thiệu với người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thiện hồ sơ thì hoàn thiện như thế nào thì chúng ta biết rằng là kỳ thi tuyển công chức viên chức thì ban đầu chúng ta chỉ nộp cái phiếu đăng ký dự tuyển khi chúng ta biết được đơn vị nào tuyển công chức viên chức có thông báo ở trên phương tiện thông tin đại chúng thí dụ như chúng ta xem trên mạng chúng ta thấy chúng ta có quyền à, nộp hồ sơ à, dự tuyển à, viên chức công chức nhưng mà à, chúng ta chỉ nộp cái phiếu đăng ký dự tuyển thôi thì không phân biệt địa lý à, cự ly khoảng cách địa lý hành chính chúng ta có thể nộp đơn thi bất kể ở đơn vị nào à, trên cả nước mà có nhu cầu tuyển công chức viên chức chúng ta nộp cái phiếu đăng ký dự tuyển qua con đường bưu điện hoặc là qua mạng hoặc nộp trực tiếp À, thủ tục đăng ký dự tuyển công chức viên chức Rất là đơn giản Chúng ta hoàn toàn tự à, Chịu trách nhiệm về những cái à, Kê khai của mình Trong cái phiếu đăng ký dự tuyển Sau đó chúng ta thi tuyển Và chúng ta trúng tuyển à, Nhận được thông báo tuyến tuyển, trung, trúng tuyển à, Kỳ thi tuyển viên chức Đơn vị sự nghiệp công lập Thì chúng ta hoàn thiện hồ sơ như thế nào Thì như vậy là à, Tại cái nghị định 115 à, Ngày 25 tháng 9 năm 2020 của chính phủ ban hành tại cái điều 17 là hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng à, viên chức. Thì như vậy trong thời gian trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển à, phải đến cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để làm hồ sơ tuyển dụng. Thì như vậy trong thời hạn 30 ngày thì nếu quá quá thời hạn 30 ngày mà người trúng tuyển à, viên chức khả không đến à, để tuyển để, để, để hoàn thiện hồ sơ thì xem như là à, sẽ bị hủy kết quả trúng tuyến để thế thì hồ sơ gồm những cái gồm những loại hồ sơ nào thì tại cái địa điểm A khoảng 1 điều 17 quy định là chúng ta phải hoàn thiện là nộp à, bản sao văn bằng chứng chỉ à, theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyến à, và giấy chứng nhận ưu tiên nếu có như vậy cái cái thứ nhất là bạn sao văn bằng chứng chỉ này à, theo yêu cầu vị trí mà chúng ta dự tuyển à, chứng nhận ưu tiên nếu có à, đó là cái cái giấy tờ thứ nhất thế thì trong đó quy định là người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn mà đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tin học thì theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí ở à, việc làm dự tuyển thì sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tin học điều này có nghĩa là À, những người có bằng tốt nghiệp mà chuyên môn tốt nghiệp đại học chẳng hạn mà cái bằng đó gọi là chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học rồi thì được sẽ là không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học nữa thế thì như thế nào là bằng chuyên môn mà có chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học thì chúng ta biết rằng ấy là đào tạo đại học mà ngày nay là đào tạo theo tiến chỉ ở rất nhiều trường đại học đã đào tạo theo tín chỉ có cam kết chuẩn đầu ra À, về ngoại ngữ tin học. Thì chúng ta phải đạt cái chuẩn ngoại ngữ tin học thì mới nhận được bằng tốt nghiệp đại học. Thế cho nên là à, à, trước kia à, đào tạo theo niên chế, chẳng ví dụ như đào tạo đại học là 4 năm thì hết 4 năm à, là chúng ta ra trường. À, và những em mà có thể không ra trường được là người ta gọi là học lưu ban. Nhưng mà sau này chuyển thành đào tạo tiên chế thì thời, thời gian đào tạo có thể học viên học tốt thì có thể kết thúc sớm hơn và có thể kết thúc muộn hơn à, đối với học sinh mà chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ về cái tiến chỉ đã được đào tạo và chưa đáp đáp ứng được à, cái chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tin học thì chưa nhận được bằng tốt nghiệp đại học có rất nhiều em đã đủ điều kiện về mặt chuyên môn về mặt điểm tiến chỉ của các môn học chuyên chuyên, chuyên môn nhưng mà chưa nhận được bằng tốt nghiệp đại học vì đang chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tin học và cũng nói với các em rằng ấy, qua theo dõi thầy thấy cũng có khá nhiều đấy khá nhiều học sinh tốt nghiệp à, tốt nghiệp học, học, ở các trường đại học không nhận được bằng tốt nghiệp vì lý do là thiếu à, về cái chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học thí dụ có trường quy định là phải đạt cái điểm top 4 ở tiếng Anh phải đạt 450 điểm trở lên hoặc 500 trở lên thì mới 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 đạt chuẩn về ngoại ngữ tin học đấy các em chú ý là à, những trường đại học mà đã cam kết chuẩn đầu ra à, có về ngoại ngữ tin học thì nó gọi là à, học sinh có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tin học tất nhiên hiện nay còn một số trường chưa cam kết chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học thì cái bằng tốt nghiệp chuyên môn đó chưa gọi là bằng tốt nghiệp chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học đấy chúng ta chú ý cái cái về cái 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 tiêu cái, cái văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ tin học à, và, và và chuyên môn à, có cam kết chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tin học thì những người những trường hợp mà có cái bằng chuyên môn chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học đồng thời những người mà được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc à, miễn thi môn tin học cũng không phải nộp hồ sơ về chứng chỉ ngoại ngữ hoặc là tin học đấy như vậy các em chú ý để chỉ có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là người có bằng chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tin học thì hoàn thiện hồ sơ không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học à, trường hợp thứ hai là người được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc miễn thi môn tin học cũng không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tin học À, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thì cái điểm A này các em chú ý là những trường hợp à, đó là không phải nộp còn lại à, là phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học tức là trừ cái diện à, không phải nộp thì còn lại là diện phải nộp nếu các em thuộc vào cái diện có bằng tốt nghiệp chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tin học là không phải nộp à, chứng chỉ ngoại ngữ tin học trường hợp thứ hai các em có à, thuộc diện miễn thi môn tin học thì cũng không phải nộp hoặc là miễn thi môn ngoại ngữ thì cũng không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Đấy, Các em chú ý phải hoàn thiện cái bước sao văn bằng chứng chỉ theo uh, yêu cầu vị trí việc làm à, và giấy chứng nhận ưu tiên nếu có thì đương nhiên phải nộp rồi. Đấy, Đó là cái cái loại uh, hồ sơ thứ nhất chúng ta phải hoàn thiện. Loại hồ sơ thứ hai chúng ta hoàn thiện đó là phiếu lý lịch. Phiếu lý lịch này là bây giờ gọi là phiếu lý lịch tư pháp mà do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đấy, các em để ý đây là là phải, chứ không phải là cái mẫu các em tự nghĩ ra mà phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp à, cái phiếu lý lịch này. Đấy, thì các em đây là hai loại hồ sơ các em phải hoàn thiện à, để chúng à, khi mà chúng ta có à, nhận được thông báo trung à, tuyển kỳ thi tuyển viên chức. Trường hợp mà đối với à, À, người trúng tuyển mà không hoàn thiện hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển à, hoặc bị phát hiện à, sử dụng văn bằng chứng chỉ chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu ở cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Đấy, cũng như trên thầy đó đã trình bày là nộp phiếu đăng ký dự tuyển ban đầu là người dự tuyển phải tự chịu trách nhiệm tự à, về các thông tin kê khai trên phiếu dự tuyển. À, khi mà dự à, khi hoàn thiện hồ sơ mà không đúng như như à, quá trình kê khai thì sẽ bị à, ra quyết định hủy kết quả trung tuyển. các à, em chú ý trong quá trình kê khai mình phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin mình kê khai. Vì ban đầu ấy à, dự tuyển viên chức thủ tục chỉ nộp mỗi cái phiếu đăng ký dự tuyển thôi. Thủ tục rất là đơn giản gọn nhẹ à, cho thí sinh đăng ký dự tuyển. Thì các em chú ý là trường hợp đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng chứng chỉ mà không đúng quy định thì còn còn phải là cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng còn thông báo công khai trên trên cái thông tin điện tử, Đấy, thông tin điện tử nữa kia, rồi cổng thông tin của cơ quan đơn vị và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong mỗi kỳ thi tuyển dụng tiếp theo. Đấy, khi mà bị gian lận kê khai không trung thực về văn bằng chứng chế còn được là công khai trên mạng và phiếu đăng ký dự tuyển trong một cái kỳ tuyển dụng tiếp theo đây là một cái hình thức để các em dân đe các em phải những người mà kê khai không trung thực đây, các em chú ý thế thì như vậy theo cái ở trên thì thầy giáo đã trình bày là hoàn thiện hồ sơ cái bước văn bằng chứng chỉ thì văn bằng thì nó có rõ rồi còn chứng chỉ thì có hai trường hợp thì em nhắc lại là không phải nộp à, chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong hai trường hợp sau đây à, còn phiếu cái lý lịch à, phiếu lý lịch tư pháp hoặc người nơi có thẩm quyền cấp thì đương nhiên là các em cũng rõ rồi chứ còn còn lăn tăn cái chỗ à, chứng chỉ ngoại ngữ à, tin học nữa thôi thế thì à, có trường hợp thứ nhất thì em nhắc lại là người trung tuyển à, có bằng chuyên môn nghiệp vụ à, đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tin học à, theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học. Thì như thế nào là bằng chuyên môn chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học là các thầy giáo đã trình bày ở trên là các em bằng chuyên môn đó là trường đại học có đào tạo có cam kết chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học, các em phải đạt chuẩn ngoại ngữ tin học thì mới nhận được bằng tốt nghiệp đại học. Đấy. Và hiện nay ấy, cũng có rất nhiều em là đã thỏa mãn tất cả các điều kiện về chuyên môn cơ bản cơ sở chuyên môn nghiệp vụ rồi nhưng chưa nhận được bằng tốt nghiệp là lý do là chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tin học thì chưa nhận được bằng tốt nghiệp và con số tỷ lệ phần trăm phải theo dõi hiện nay cũng khá nhiều đấy chứ không phải là ít đâu cho nên các em mà sau khi trung tuyển đại học phải nỗ lực cố gắng không những học cơ bản cơ sở chuyên ngành chuyên môn cho tốt chúng ta còn phải có một cái trình độ ngoại ngữ phải đạt chuẩn đầu ra chứ còn tin học thì dễ dễ đạt thôi Thế còn uh, hiện nay đa đa số là là cái chuẩn đầu ra ngoại ngữ là không qua được thì không nhận được bằng tốt nghiệp đại học để các em chú ý điều đó để phấn đấu thế còn những người đào tạo theo tín chỉ thì là phải chú ý cái chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học đối với những trường mà có cam kết chuẩn đầu ra có những trường không cam kết các em nhé thế còn những người đào tạo theo niên chế thì đương nhiên là À, chưa có cái cam kết về ngoại ngữ tin học đâu. Đấy. Thì thầy đã giảng dạy đại học thầy biết cái điều này. các em chú ý cái điều đó. Trường hợp thứ hai, người trung tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc miễn thi môn tin học. Quy định tại điểm C khoản 1 điều 9 của nghị định này. À, như vậy là có hai trường hợp là chúng ta không phải à, nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học. À, như thế nào được miễn thi ngoại ngữ. Thì tại điểm C khoản 1 điều 9 quy định mến thi ngoại ngữ đối với trường hợp sau đây à, một trường hợp một là có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ uh, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyến thì cái điều này có nghĩa là các em có thí dụ các em có cái bằng tốt nghiệp đại học uh, chuyên, chuyên tín trí mà lại theo uh, theo mà 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 đã cam kết chuyển đầu ra rồi thì các em không cần chú ý cái điều này nữa. Thế còn những em mà à, tốt nghiệp đại học theo niên chế trước kia Mà chưa cái bằng đó là trường chưa cam kết chuyển đầu ra về ngoại ngữ tin học nhưng các em lại có một cái bằng tốt nghiệp à, tiếng anh chẳng hạn văn bằng hai đấy mà cái vị trí tuyển cũng cần tốt nghiệp đại học thôi tức là cùng trình độ rồi. À, thì như vậy các em được miễn thi môn tin học à, môn ngoại ngữ Đấy, thì các em được miễn thi môn ngoại ngữ các em có một cái bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tiếng anh chẳng hạn gọi là văn bằng 2 cùng với cái bằng đại học mà đào tạo theo niên, niên chế trước kia là bằng đào tạo quản trị kinh doanh chẳng hạn mà cái vị trí việc làm cần tuyến là yêu cầu bằng quản trị kinh doanh thì như vậy các em sẽ được miễn môn ngoại ngữ là vì có một cái bằng à, chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo với chuyên môn của mình. đó, tương về, về 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 đều là đại học cả mà. Đó, thì các em chú ý cái cái điểm miễn à, thứ nhất à, người có bằng tốt nghiệp à, có cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm à, dự tuyến nhưng mà học tập ở nước ngoài à, học tập ở nước ngoài à, hoặc là học bằng tiếng anh ở việt nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận thì những cái bằng tốt nghiệp đại học chuyên môn như thế này cũng được miễn thi môn ngoại ngữ vì đã học ở nước ngoài rồi thì coi như là anh đã đạt ngoại ngữ và hoặc là học bằng tiếng nước ngoài ở việt nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận thì như vậy cái bằng đại học đó cũng được miễn thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ <laughs> người có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số nhưng mà thi tuyển viên chức ở vùng dân tộc thiểu số thì cũng được miễn thi môn ngoại ngữ thí dụ các em là người kinh nhưng lại có giấy chứng chỉ ở tiếng dân tộc thiểu số mà thi viên chức ở vùng dân tộc thiểu số thì đương nhiên được miễn thi môn ngoại ngữ và lưu ý các em các em lưu ý rằng là phải công tác ở cái vùng dân tộc thiểu số nhé Đấy, thì mới được ví dụ người kinh mà có chứng chỉ dân tộc thiểu số là công tác À, ở vùng dân tộc thiểu số thì được miễn ngoại ngữ nhưng người kinh có chứng chỉ dân tộc thiểu số nhưng mà thi viên chức ở thành phố không phải là vùng dân tộc thiểu số thì cũng không không thuộc diện miễn ngoại ngữ hay là người dân tộc thiểu số à, dự thi tuyển viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số thì được miễn môn ngoại ngữ người dân tộc thiểu số mà dự tuyển viên chức ở công công tác ở vùng thành phố mà lại không phải dân tộc thiểu số cũng không được miễn môn ngoại ngữ thì cái câu này các em chú ý là có chứng chỉ dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số chú ý là công tác ở vùng dân tộc thiểu số à, thì mới được miễn môn ngoại ngữ. Đó là trường hợp môn ngoại ngữ. Còn môn tin học là miễn thi môn tin học đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp uh, trở lên uh, các ngành liên quan đến tin học công nghệ thông tin thì các em đọc cái điều này cũng rất rõ rồi thí dụ như những em mà có bằng cử nhân công nghệ thông tin tuyển dụng viên chức thì đương nhiên em nó được miễn môn tin học hay là những em có bằng tốt nghiệp trung cấp kế toán tin học thì cũng được miễn môn tin học cái gì nó liên quan đến chữ tin học và công nghệ thông tin trong cái văn bằng văn bằng chuyên môn cũng được miễn môn tin học mà phải có trình độ từ trung cấp trở lên à, Thì các em chú ý điểm điểm D này Đấy như vậy Các trường hợp được miễn thi tin học Hoặc à, miễn thi ngoại ngữ Sẽ không phải à, nộp à, chứng chỉ ngoại ngữ Hoặc chứng chỉ tin học à, Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ à, Thì các em chú ý như thế Thế thì rất dễ hiểu thôi à, Quá trình hoàn thiện hồ sơ Thì khi các em đọc tại điều 17 Hoàn thiện hồ sơ thì các em nhớ cái điều thứ nhất là thời hạn 30 ngày trong thời hạn 30 ngày chúng ta phải hoàn thiện hồ sơ kể từ cái ngày chúng ta nhận được kết quả trung tuyển à, viên chức cái thứ đấy hồ sơ gồm có à, điểm a điểm b thứ nhất là sao văn bằng à, chứng chỉ à, theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyến rồi chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có đấy, cái đó thì rất dễ đấy. thế thì văn bằng thì đương nhiên sao văn bằng này tốt nghiệp à, chuyên môn thì các em biết rồi còn chứng chỉ thì À, những em thuộc cái diện mà có bằng chuyên môn cam kết đầu ra về ngoại ngữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học. À, những trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ cũng không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Những trường hợp miễn thi tin học cũng không phải nộp chứng chỉ tin học. Đấy thì như vậy cái điểm A này nó toát lên như vậy. À, còn lại à, phải nộp cả à, văn bằng và chứng chỉ ngoại ngữ tin học. Đấy, trừ những cái mà không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học ra thì còn lại là phải nộp thế còn sao văn bằng thì đương nhiên tất cả là tất cả trường hợp đều phải 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 sao rồi đấy, đấy. thế còn chỉ có cái chứng chỉ lăn tăn thì theo giảng kỹ thôi thế còn cái phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp thì nó cũng rất rõ rồi đấy có hai loại à, loại à, điểm a điểm b trong quá trình hoàn thiện thế thì à, kỳ thi tuyển viên chức sẽ được thực hiện như thế nào thì giáo nói thêm cho các em nắm à, đó là à, tại mục 2 thi tuyển viên chức điều chín hình thức nội dung và thời gian thi như vậy thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện làm hai vòng vòng 1, kiểm tra kiến thức chung thì à, môn kiến thức chung à, thi thực hành trên máy tính 60 câu 60 phút chúng ta phải làm được ít nhất 30 câu trở lên thì chúng ta mới qua được cái môn kiến thức chung à các em chú ý như là như vậy nếu mà bị rớt là có dưới 50% số câu trả lời đúng đây là tính số câu nhá chứ không phải tính điểm đâu đừng có uh, hiểu 50% điểm là sai thế còn cái môn uh, môn ngoại ngữ thì được uh, tùy theo vị trí việc làm chúng ta để ý tùy theo vị trí việc làm có những vị trí việc làm là không cần thi ngoại ngữ thí à, dụ như là vừa rồi thông tư 01, 02, 03, 04 có quy định là không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Thế còn có những cái vị trí việc làm mà do đơn vị xác định là cái vị trí này không cần thi ngoại ngữ thì cũng được thì cũng đúng văn bản thôi. À, thì cũng đúng văn bản. Như vậy môn ngoại ngữ mà vị trí việc làm yêu cầu phải thi ngoại ngữ à, thì được chọn à, một trong năm thứ tiếng anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Đấy thì như vậy là chúng ta thấy chọn một trong năm thứ tiếng à, thêm một cái thứ tiếng nữa đó là do người đứng đầu cơ quan tuyển dụng Và viên chức quyết định thời gian môn ngoại ngữ cũng 30 câu 30 phút chúng ta phải làm được ít nhất 15 câu trở lên mới qua môn ngoại ngữ nếu còn riêng môn tin học mà chúng ta cũng phải 30 câu 30 phút tùy theo vị trí việc làm mà chúng ta phải thi cái môn này và thời gian ba, 30 câu 30 phút phải làm được ít nhất 15 câu trở lên À, mới qua được môn à, tin học. Để trường hợp thi trắc nghiệm trên giấy thì à, thi thêm môn tin học, còn thi thực hành trên máy tính thì chỉ thi à, kiến thức chung và ngoại ngữ thôi. và kỳ thi à, tuyển viên chức rất lành mạnh, à, thi vòng 1 à, thực hiện trên máy tính, thi xong máy chấm điểm luôn. chúng ta phải cạnh tranh nhau bằng kiến thức. đấy, cho nên là à, chúng ta thấy rằng là phải nỗ lực cố gắng để học qua được cái vòng 1 chúng ta mới có cơ hội vào vòng 2. Vòng 1 là có một môn bị rớt và đương nhiên không được dự thi vòng 2. Giả sử chúng ta có thi vòng 2 thì kết quả vẫn là là trượt thôi. Đấy, cho nên là chúng ta thấy mà đã rớt vòng 1 để đi thi vòng 2 không có giá trị gì cả. Đấy, để các em chú ý là như vậy. Đấy, thế thì nếu uh, như vậy vòng 2 là thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Đấy, thì khi chúng ta qua được cái vòng 1 thì mới dự thi được vòng 2. À, thì chúng ta để ý là à, vòng 2 là thi như thế nào Thì trong nghị định quy định là chúng ta có thể là thi phỏng vấn 30 phút à, Do đơn vị quy định, tổ chức tuyển quy định phỏng vấn 30 phút Trước khi thi phỏng vấn, thí sinh được à, có không quá 15 phút để chuẩn bị à, Hoặc là chúng ta thi viết 180 phút à, Hoặc là à, thi thực hành à, Như vậy thi thực hành À, do người đứng đầu à, tuyển dụng quyết định à, căn cứ tính chất hoạt động à, coi như thời gian là bao nhiêu Đấy, như vậy chúng ta để ý có cái hình thức thi phỏng vấn là một này à, thi viết là hai này à, giờ thi à, thực hành là ba này Đấy, thì do người đứng đầu cơ quan ừ, tuyển dụng à, viên chức quyết định Đấy, thì thi phỏng vấn hay thi thực hành hay là thi viết à, thi phỏng vấn và thi à, thực hành thi viết À, như vậy có ba cái hình thức để cho người đứng đầu, cơ quan tuyển dụng, viên à, chức quyết định Là à, quyết định thi viết hay là thi thực hành hay là thi à, viết và thang điểm 100 Thì những người bị rớt ở vòng 2 là dưới 50% số điểm à, là bị rớt à, Chúng ta chú ý như vậy Còn từ 50% điểm trở lên những em mà có diện ưu tiên được cộng thêm điểm ưu ưu tiên nữa nếu có xếp từ cao xuống thấp lấy cho đến hết chỉ tiêu thì những người mà không trúng tuyến mà trong được xếp hạng để xếp chỉ tiêu xếp từ cao xuống thấp mà không trúng thì gọi là hết chỉ tiêu chứ không không hẳn là hoàn toàn là gọi là thuộc diện là là bị trượt hay bị rớt mà do hết chỉ tiêu các em chú ý là cái từ ngữ dùng như vậy thì chúng ta để ý thì là cái quá trình thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thì ông đã nói cho các em rõ và các em phải nỗ lực cố gắng để học tập và cạnh tranh nhau lành mạnh và kiến thức để chúng ta qua được cái kỳ thi sau được chúng ta được hoàn thiện hồ sơ thế còn riêng đối với lại viên chức giáo viên đơn vị sự nghiệp giáo dục á thì chúng ta thấy rằng đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục thì theo thông tư 01 02 03 04 cái việc à, hoàn thiện hồ sơ thì không yêu cầu à, giáo viên mầm non giáo viên tiểu học giáo viên trung học cơ sở trung học phổ thông à, không yêu cầu nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học thế còn lại kỳ thi tuyển à, viên chức giáo viên và thăng hạng à, viên chức giáo viên đều phải tuân theo cái nghị định 115 tức là yêu cầu nếu có yêu cầu à, thi cả ngoại ngữ và tin học thì chúng ta đều phải thi chứ còn chỉ trừ trường hợp hoàn thiện hồ sơ thì đối với giáo viên các cấp phổ thông từ mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học như trước kia nữa Đó là riêng viên chức à, giáo viên thì có cái quy định tại thông tư 01 02 03 04 của bộ giáo dục ban hành mùng 2 tháng 2 năm 2021 cũng rất phù hợp với nghị định 115 vì cái vị trí việc làm là giáo viên Đó, thì không yêu cầu phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đã rất phù hợp để các em chú ý đối với viên chức giáo viên thì vẫn phải thi nhá nếu yêu cầu thi chúng ta vẫn phải thi chỉ có bỏ là chúng ta không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học thôi Đấy chúng ta chú ý riêng riêng đối với anh giáo viên là như vậy thế còn lại là các em ôn tập à, dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức phương pháp học tốt nhất là đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm vn vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết và thi, thi thử tự đánh giá mình xem ở mức độ nào để nỗ lực cố gắng để các môn kiến thức chung tiếng anh và môn tin theo hình thức trắc nghiệm thì các em có nhu cầu à, ôn luyện trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn thì phần mềm này thường xuyên cập nhật update những câu hỏi trắc nghiệm và luật thông tư nghị định mới nhất để đáp ứng nhu cầu học tập của các em à, về À, dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức và hệ thống câu hỏi được các thầy chuyên đi dạy à, ra rất là hay và logic có phương pháp suy luận hiểu về nội dung à, có phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm chúng ta mới làm được à, đáp ứng được đây là phân loại học viên Vì kỳ thi tuyển bao giờ cũng phải phân loại mà à, các em xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chọn nút đăng ký để được nhận video bài giảng à, mới và video bài giảng theo từng mục để trong quá trình ôn tập thì các các em cần tránh hai trường hợp sau đây trường hợp thứ nhất là chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học thì học đến bao giờ chưa hết được không có phương pháp hai là chỉ học lý thuyết sơ sơ rồi đọc câu hỏi trắc nghiệm sơ sơ kể cả đọc lý thuyết cũng rất chiều tượng đó chúng ta thấy rằng là rất chiều tượng thì kỳ thi chính thức diễn ra sẽ bơ ngỡ ngay vì vậy học như thế nào là tốt thì biến cái chiều tượng thành cái cụ thể tức là xuất phát từ câu hỏi trách nghiệm từ tình huống đặt ra để chúng ta đọc để đọc phương án gây nhiễu vì sao đúng vì sao sai từ đó chúng ta tra vào lý thuyết chúng ta nhớ rất lâu hiểu được ngay lý thuyết vì từ cái cụ thể mà như thế từ thực tiễn đặt ra đấy thì chúng ta phải giải quyết cái thực tiễn nó như thế nào là căn cứ khoảng mấy điều mấy để chúng ta giải quyết thì như vậy nó rất là 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 gần gũi và nó bớt cái chiều tượng đi, đấy, cho nên các thầy chuyên đi dạy đưa ra một cái phương pháp vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết, sau đó chúng ta tự kiểm tra đánh giá mình thông qua việc thi thử để xem cái mình ở mức độ nào, để từ đó nỗ lực cố gắng, vì chúng ta biết kỳ thi tuyển à, cái viên chức công chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức ngày nay à, cạnh tranh nhau bằng kiến thức, à, cho, vậy, cho nên các thầy có kiến thức, các thầy à, cho các em, các em phải tiếp thu lấy cơ hội đến, các em phải học cho tốt để có thể đậu được kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức đấy thầy giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em đã theo dõi video bài giảng của thầy